Em cũng cắt thêm một số nhánh thôi. Đây là cái cành đực nè. Đây bà con thấy là đây là cái cành đực, em thấy nó khuyết vô. Đó mà nó cái da nó xanh sậm hơn của người ta mà giờ gọi nó không có nở. Rồi, anh chào bà con. Thì hiện giờ Hùng đang đứng ở trên vườn của anh Tân ở Đồng Tháp ha. Thì mình đang đứng ở trên cái vườn cây sầu riêng bờ Lắc Thon trồng được 1 năm tuổi. Thì khi mà mình lên đây thì lúc ban đầu thì bà con biết là anh Tân á là mình lên clip ở đất cái này, trên này mình cũng phèn cũng nhiều chứ anh ha. Đó, nhưng mà sau cái thời gian mà chăm sóc ở đây là từ cái cây giống mà của nhà Blue Farm cũng như là anh đang sử dụng các sản phẩm phân bón cũng của nhà Blue Farm luôn. Thì hiện giờ cây đang đứng là bà con thấy cây mà đúng 1 năm tuổi nè. Thì bà con thấy là cái tốc độ phát triển của cây Blue Farm nó rất là mạnh. Là ở trên cái vùng đất này của mình. Và đặt thêm một cái đặc tính của cây là Blue Farm á. Là anh có để ý không nha anh Tân? Là cây Blue Farm của mình là nó đi đọt chèn không nha. Đó, nó không có đi đọt mà kiểu như cây của thằng Ri hay là thằng Thái. Thái nó cũng đi đọt chuyện nhưng mà đối với cái thằng Blue Farm này nó đi đọt chuyện cực kỳ nhiều, cực kỳ nhanh. Rồi kết hợp thêm là mình đang xịt cái bộ ba bọt đọt nè, như thằng Rồng Xanh rồi đồ Combi với cái chai mà siêu amino. Mình xịt định kỳ là cái đọt của mình nó ra lúc nào nó cũng ra là từ ở trong nách nó ra hết. Rồi cái cơ đọt của mình là nó mập nè, rồi nó xanh, nó dày cái lá, nó cứng cái khung xương. Đúng ra là những cái vườn khác người ta khi mà không có xài những cái sản phẩm bên em á, là cái bờ lá thon của mình là cái bộ lá nó rủ xuống, chứ nó không đứng được cái bộ tàn và cái nhánh của mình nó không được đứng như vậy. Là chứng tỏ là cái cây của mình là đang xài cái dự hướng hữu cơ, là cái cây của mình nó khung xương nó cứng. Đó. Rồi hiện bây giờ lại đang tới cái giai đoạn là 1 năm tuổi rồi. Thì em sẽ hướng dẫn cho mình là cái cách cắt tỉa cành tạo tán cho cái cây sầu riêng để cho cái cây của mình là nó thông thoáng nè. Ở đây là mình nhờ ruộng nè, là cái cây cái sức gió nó nhiều đó, mình sẽ tỉa cành tạo tán sớm trước mùa mưa đó. Thì mình sẽ cắt loại bỏ đi những cành tông, những cái cành vô hiệu để cho tập trung vô nó nuôi dinh dưỡng cho những cái cành cái này của mình. Thì sau này cành của mình nó bự to lực thì năng suất nó cao, và thứ hai nữa là nó chống đổ ngã do cái thời tiết mưa và gió đó. Khi mà mình cắt anh Tân là mình cứ anh cắt gốc từ cái gốc này lên, nếu mà cái nhánh của mình nó đứng lên như vậy hết á thì mình giữ lại, còn những cái nhánh nào mà nó nằm từ cái gốc lên khoảng chừng 2-3 tấc mà nó xà ngang á là mình loại bỏ hết để cho nó thông thoáng cái phần ánh sáng ở dưới chân mô mình, nó không có bị giữ độ ẩm quá nhiều. Rồi những cái nhánh xà dưới đó là những cái cành vô hiệu, là nó sau này nó mang trái nó cũng không có đạt. Rồi nó vướng tới cái phần khi mà mình đi bằng cỏ nè, rồi mình ốp mô nó cũng bị vướng. Thì bây giờ là khi mà mình bấm á thì mình bấm loại bỏ những cái cành xà đó, còn những cái cành mình như vậy thế này mà nó đứng lên thì mình giữ lại. Rồi thêm một cái phần nữa mà mình cũng lưu ý là mình cắt á, là mình cắt từ ở dưới gốc lên tới nửa cây thôi đó. Là chứ mình là không cắt là hết từ mình tỉa cành mà từ gốc lên tới ngọn, thì mình thiếm mình tỉa như vậy thì cái cây của mình nó suy lắm. Mình chia ra nhiều lần cắt để tạo tán cho cái cây. Với lại khi mà mình cắt nhiều nhánh quá cây của mình nó cũng bị ốm. Thì như cái cây này thì anh cũng đã có gọt tỉa sơ một số nhánh rồi, thì em cũng cắt thêm một số nhánh thôi. Đây là cái cành đực nè. Đây bà con thấy là đây là cái cành đực, em thấy nó khuyết vô. Đó mà nó cái da nó xanh sậm hơn của người ta mà giờ gọi nó không có nở. Những cái cành này thì mình sẽ loại bỏ đi. Đó, bấm. Đưa cái má kéo sát vô là mình bấm thôi. Đó, như vậy đó. Cành này tính là cành đực nè anh Tân. Đó, mà anh thấy cành đực nè. Bấm bỏ luôn. Có nhiều cành nó cũng không phải là cái cành đực. Nhưng mà khi mà cái cành của mình mà nó sát nhau quá, nó gần với nhau quá, nó ướp với nhau là nó che cái phần ánh sáng làm cho cái nhánh mình nó không nở được như vậy. Thì mình cũng bấm bỏ luôn. Ở đây như một cành, hai cành, ba cành thì mình bấm bỏ cái cành giữa để cho cái cành, cho hai cái cành này nó nở nhánh. Cắt như vậy giùm em. Rồi những cái cành tâm ở trong nè mình bấm, mình loại bỏ một số cành luôn, ít thôi. Rồi đợt sau là mình sẽ bấm tiếp chứ mình không bấm nhiều cành quá. Đây cành tâm, cái cành đây mình để cái dao đầu tiên, cái kéo đầu tiên thì mình cắt cái từ ở trong cái từ cái thân cái mình mẹ nó ra là tầm khoảng 4-5 tấc rồi. Mình không cắt quá nhiều. Rồi còn như cái cành này
cái cành này mà cái cành mà Hùng đang đứng nè, đang cầm nè, là cái cành nó đang vượt, nó đang vượt với cái ngọn, thì mình em sẽ khống chế giúp cho anh. Thì ở đây bắt đầu là mình khống chế từ cái phần ngay chỗ cái tay Hùng nắm nè, đó là mình thấy cái những cái nhánh mà nó xà ngang ra, nó vươn ngang ra thì mình giờ thì mình bấm tới đó. Còn khi mà anh thấy cái nhánh mà cái nhánh này nó có đứng lên vậy thì anh cắt thì nó cũng phải đứng lên nữa hả? Anh thấy tới cái phần xà ngang vậy mà mình bấm thôi vậy. Đó, là cái, nó bắt đầu là nó sẽ có cái phần ánh sáng để cho những cái nhánh nó tên nó nở ra. Rồi như cái những cái cành này thì mình loại bỏ đi một số cành tâm ở trong. À, mình cũng chia ra cho nó đều đều cành anh. Đó, thì như vậy là cái cây cành của mình là bắt đầu nó sẽ nở cành tiếp. Đó, rồi bắt đầu bắt đầu là cây của mình nó sẽ xây tàn. Cành này nó cũng xà quá nè, em bấm bỏ luôn. Đó, đó khi mà mình chỉ bấm mấy cành thôi là bắt đầu là cái cây của mình cái tầng dưới là anh thấy nó thông thoáng rồi. Rồi là như cái cây này là bắt đầu là chuẩn bị là bước vào tháng 4 âm lịch của mình đó, là bắt đầu chuyển qua tới mùa mưa thì mình có thể là bấm thêm một số cành ở trên chút xíu nữa là mình ngưng. Bây giờ là mình chỉ bấm như vậy thôi cho cái cây cái tầng dưới mình nó thông thoáng. Rồi chuyển qua cái cây như bên này, như cái cây này là cái cây của mình là nó có 2-3 cái cành vượt nè. Thì em sẽ bấm hạ cành vượt giùm cho anh. Rồi khi đầu tiên như em nói là cái cành này cành xà nè, cành nằm dưới nè, mình bấm bỏ luôn em đi. Đó, bấm 1-2-3 cành xà nằm ở dưới là được rồi. Mấy cái cành này nó cạnh tranh dinh dưỡng thôi chứ nó sau này nó đậu quá lớn. Rồi mình không loại bỏ nó thì mai mốt nó sẽ phân cành, nó già nó chết à. Rồi như cái cành đây nó đang vượt bằng ngọn nè, em bấm để chừa cho một cái tay nó ra hướng bên này, những cái tay nó ra hướng bên này. Rồi cái phần ngọn này, cái phần ở trong này cũng vậy. Thì đây là những cái cành nách, cành tâm không à. Cành này mai mốt nó cũng không lớn luôn, mình sẽ bỏ một số cành. Cái mấy cái cành ốp này hồi đó mà mình biết sớm đó thì mình cắt nó sẽ đỡ. Rồi đối với cây này thì mình chỉ cắt một vài nhánh như vậy thôi. Rồi sau khi mà mình bà con chúng ta mà mình cắt đó thì anh sẽ quay trở lại là anh xịt giùm em liền là cái chai siêu giáp cộng với là cái chai là mảnh tướng sâu bọ nhện để mình xịt tắm trong cái thân cây này để cho nó làm liền như cái vết cắt này. Là siêu giáp nó sẽ làm liền mau nhanh cái vết cắt và nó chống cái nấm bệnh tấn công. Còn cái chai mảnh tướng sâu bò nhện thì nó ngăn ngừa con sâu đục thân, còn một chuỗi rồi mấy con sâu xanh sâu da láng nó đục vào cái đường vết cắt này. Thì sau khi mình cắt mình sạch giùm cho em. Rồi cái phần ở bên dưới này như hồi nãy anh có hỏi em là cái tưới, sau khi mà tưới thằng sống rồi đó để tiêu diệt nấm khuẩn tiến trùng để mình ngừa nấm bệnh trước mùa mưa. Thì sau khi anh tưới thần sống rồi đó thì anh quay trở lại anh cũng tưới giùm em là cái bộ Hoàng Thiên Long hồi nãy anh có lấy rồi. Như ngày hôm qua là anh có lấy rồi đó. Thì cái canh Hoàng Thiên Long đó mình pha sẽ được chung với 2 hũ Mirodico thì mình pha được 5.000 lít nước. Thì đối với cây riêng 1 năm tuổi này của mình và cái phần mô như vậy là anh ôm gom vô như vậy là vừa. Khi mà mình tưới á thì mình sẽ tưới cũng phủ đều giáp cái mặt mô giùm em luôn để cho là thì đối chung cái canh Hoàng Thiên Long thì nó cũng là góp phần là ngăn ngừa nấm khuẩn tiến trùng ở trong đất, nhưng mà đặc biệt thêm một cái nữa là nó sẽ cải tạo đất cho mình rất là tốt. Rồi nó cân bằng pH nè, nó giải độc phèn, giải độc hữu cơ và nó giải độc bách lo trong đất cho mình cực kỳ tốt luôn. Đó, nó ngăn ngừa cái hiện tượng mà khi mà đầu mùa mưa là cái hàm lượng mưa nó có nhiều axit thì nó sẽ kích thích cái bộ rễ của mình nó phát triển mạnh và cái sức đề kháng nó cao lên, nó tăng cường lên và nó tăng cường cái hệ rễ cám lên thì nó giúp cho cái cây của mình nó sẽ kháng lại được cái hàm lượng nước mưa axit, nó sẽ rửa trôi cái hàm lượng mưa hàm lượng axit ở trong đất của mình cực kỳ nhanh. Rồi nó cân bằng pH trong đất của mình, chống cây của mình nó bị sốc nhiệt và nó sốc nước mưa, đặc biệt là nó sốc cái hàng
axit ở trong đất, trong vào đầu mùa, cực kỳ tốt cho vườn mình. Thì anh tưới giùm em là định kỳ. Thì cái can hàng đó thì tưới cho nó tới là hàng 5.000 lít nước. Thì vườn này mình có thể là chia ra làm hai lần đối với cái bộ đó. Rồi sau khi mà mình đã tưới cái hàng Thiên Long rồi thì anh quay trở lại là anh gãi giùm em hắc kim. Nè, bữa hôm anh mua hai bao đó Hùng, anh thấy là vô đây vô hai bao luôn. Cây 100 gram anh. 100 gram hả? Dạ, cây mình 100 gram thôi. Tại vì mình đã có hỗ trợ định kỳ là như cái bộ Hoàng Thiên Long nè. Rồi anh tưới cái bộ siêu dưỡng cây định kỳ rồi. Thì cứ cách cứ một tháng như vậy anh chen vô giùm em là 100 gram hắc kim. Nữa là vừa. Còn như bình thường 2 tháng mình mới gãi một lần á thì anh gãi là 200 gram. Còn tháng nào mình cũng gãi là mình gãi 100 gram thôi. Đó, cho cái cây của mình nó vừa hết phân là bắt đầu mình có hàm lượng phân mình đưa vô tiếp. Là cây của mình ăn như vậy là nó vừa đỡ tốn chi phí của mình mà nó vừa đỡ cái mất cái phân. Mình đi dồn dập vô nhiều quá thì cây của mình nó ăn cũng không kịp. Rồi nó bị bốc hơi, nó bị trôi phân của mình hết. Thì mình đưa vô định kỳ vậy cứ nửa tháng 20 ngày một lần. Thì cái cây của mình nó ăn vừa hết phân là phân đã kế tiếp là nó có tiếp, nó ăn tiếp. Như cái này mình tưới 10 lít nước được không? Đối với cái mô này á thì cây bự như vậy rồi thì tầm khoảng 10 tới 15 lít nó mới đủ. Tại vì cái mặt mô của mình hiện bây giờ nó cũng tầm 1,5 mét tới 2 mét rồi. Thì anh tưới càng xa ở ngoài càng tốt. Là cái lý do là của mình á là nó vừa giúp cho cái bộ rễ của mình nó ăn, nó phát triển. Rồi nó vừa cải tạo cái phần đất ở ngoài. Giúp cho cái bộ cây của mình, đất của mình nó cải tạo trước, nó tơi xốp trước rồi cái bộ rễ nó mồi ra. Là cái cây của mình nó ăn nó không bị khẩn. Còn mình không cải tạo trước á, thì khi mà bộ rễ cây của mình nó ra đó, nó còn bị nhiễm phèn. Đó là bắt đầu là cây nó ra đụng phèn là bắt đầu rễ nó khựng lại là làm cái cây của mình nó đứng. Còn mình tưới dòng ra mà xa ngoài luôn là mình cải tạo trước cho cây, cho đất. Thì cái cây mình ra, bộ rễ ra nó không bị khựng, nó không bị sượng cây. Như bây giờ thằng cái bộ siêu giáp đó bao lâu mình tưới một lần là vừa đựng cây luôn rồi. Nếu mà về siêu giáp thì anh tưới định kỳ á, thì hàng tháng á anh xịt giùm em một lần khi cái cây đọt. Quên anh hỏi là thằng siêu dưỡng cây á, mình tưới cái siêu dưỡng cây ở dưới á. Siêu dưỡng cây dưới gốc á thì mình tưới siêu dưỡng cây không thì một tháng mình tưới cho nó hai lần ha. Dạ rồi. Còn về cái phần siêu giáp thì ở đây cũng nhờ anh hỏi thì em cũng hướng dẫn cho bà con luôn là đối với siêu giáp thì mình cây của mình bình thường. Trong giai đoạn bình thường thì mình mỗi một tháng thì mình ngừa cho cây của mình một lần. Khi mà bắt đầu cái lá của mình nó già nè, đó là mình phun ngừa nấm bệnh trước cho cái cây của mình trước khi mà cái cây của mình nó ra lọt non là tốt nhất. Còn trừ khi cái trường hợp cái cây mình nó bị nấm bệnh tấn công thì mình phải xịt liên tục từ 5 cho tới 7 ngày một lần để cho nó khống chế là cái vết cái nấm bệnh nó tấn công tên cái cây của mình. Thì thời gian đó thì cái thời gian điều trị thì mình xịt cho nó một cử hai cử trở lên đó, bắt đầu nó mới đứng lại cái vết bệnh được và nó sẽ thay, nó làm cho vết bệnh nó khô lại, nó, những lá này bệnh nặng đó nó rụng xuống cho nó thay lại cho cái cây của mình, cái bộ lá nó nhanh hơn. Thì đây là cái hướng dẫn của Hùng mà cho anh Tân là cũng như là quý bà con chúng ta là áp dụng vô cái quy trình phục hồi, nói chung là chăm sóc cái vườn cây của mình là cái và cái hàm lượng dinh dưỡng như thế nào cho nó đúng để mình áp dụng vô quy trình làm vườn cho mình nhé. Chúc bà con một buổi chiều vui vẻ. Nắng quá.